Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn đốt truyền bệnh có thể dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng hãy đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước, hồ nước và dụng cụ chứa nước lớn để diệt loang quăng, bọ gậy. Thau rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên. Thường xuyên thay nước bình hoa, đổ nước đọng tại khay nước tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt loang quăng, bọ gậy vào bát nước kê chân trạng. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, các hốc chứa nước. Lật úp các dụng cụ chứa nước chưa sử dụng, không cho muỗi đẻ trứng. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngày cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Diệt loang quăng, bọ gậy là trách nhiệm của mọi nhà, cộng đồng chung tay để đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết. Không có loang quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết.